Và sau đây chúng tôi sẽ mời một khách mời rất là đặc biệt. Thực sự mà nói là nãy giờ mình cũng nói rồi đó, kiếm một người bạn bè mà cùng sở thích và cùng hiểu nhau, dễ tâm sự với nhau, kiếm rất là khó. Nhưng mà có lẽ với cặp này thì duy trì được tới bây giờ và vẫn là đang rất là thân và yêu thương nhau. Đó là cặp bạn thân Minh Triệu và Kỳ Duyên. Xin mời. Xinh đẹp, tài năng và vô cùng cá tính, có với nhau hàng loạt chuyến du lịch sang chảnh, lầy lội, thể hiện tình cảm với nhau vô cùng đáng yêu trên mạng xã hội. Kỳ Duyên, Minh Triệu chính là cặp đôi bạn thân khiến cho nhiều người hâm mộ phải phát cuồng. Xin được chào đón hai gương mặt vàng trong hội bạn thân đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt, siêu mẫu Minh Triệu và hoa hậu Kỳ Duyên đến với chị em chúng mình. Đến với chương trình. Trời ơi, hôm nay đúng hỏi chị em luôn á. Rực sáng luôn à. Rồi, bây giờ mời hai em chào cái gì khán giả trước ha. Hôm nay thì Minh Triệu với Kỳ Duyên có dịp được gặp gỡ và giao lưu với các chị em của chị em chúng mình. Hy vọng là sẽ chia sẻ được một số kinh nghiệm để mà mình có được những cái tình bạn nó đẹp hơn, lâu hơn, đặc biệt là trong showbiz. Lâu rồi mới có dịp mà ngồi kiểu quây quần vui vẻ thế này. Nên là ngày hôm nay thì mong rằng là chị em mình sẽ có một buổi bàn chuyện thật là thành công. Đầu tiên là phải khen là chiếu duyên hôm nay đẹp quá. Thế mà đi đâu mình cũng mặc đồ đôi như thế này. Ở đây không phải đồ đôi đâu nhở, đây là gọi là kiểu cùng là concept. Cùng concept thôi chị ạ. Đúng rồi, nhóm nhạc. Không, tại vì thực ra là bình thường là mỗi đứa bọn em là cũng là một phong cách chứ không phải là phong cách hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà tại vì hôm nay á, là mình biết là nội dung là chương trình mời là chủ đề là hội bạn thân. Cho nên là hai đứa cố tình chọn cái concept nó phải matching với nhau như thế này. Còn thí dụ mà hiểu nhau được tới bao nhiêu thì để lát nữa mình sẽ khám phá hơn. Rồi, vậy thì mình bắt đầu liền đi để coi là hai người có hiểu nhau hay không. Giống như là Giang nói đã, vòng xoay không sắp đặt nha. Cái này là không sắp đặt phải không? Không sắp đặt. Đặt lại mày bạn bên này. Mời chị Yên trước nha. Em trước hả? Wow, chúng mình hợp nhau nhất là cái đầu tiên mà em thấy là em với cả chị hợp nhau nhất chính là cái vấn đề kiểu ăn mặc ấy ạ. Tại vì là hai bạn là cũng có chiều cao bằng nhau. Nói chung là Triệu thì ốm hơn em một tí. Với cả là cái style của hai bọn em chọn là cũng khá là giống nhau. Tinh thần là hai đứa cũng đều thích kiểu là style cũng quyến rũ. Đôi khi thì sporty, đôi khi thì kiểu cá tính. Nhưng mà nói chung là chỉ có một cái duy nhất mà Triệu không hợp đó là style công chúa. Công chúa à? Đúng không? Nhưng mà nha, một người á, Giang biết là một mình Kỳ Duyên là đã rất là tốn tiền rồi. Nhưng mà chơi chung với một người mà cùng sở thích thời trang với mình, hai bạn có tốn rất là nhiều tiền cho chuyện shopping không? Cái này là cũng chia sẻ thật với cả mọi người là trong cách đây khoảng một năm trở về trước á, là em làm bao nhiêu thì hầu như là sử dụng hết để mua đồ hiệu. Do cái hình ảnh của mình xây dựng là trên hình ảnh fashionista nên là cái chuyện đó nó cũng phải phục vụ cho mình nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mình kiểu như là mình chủ yếu mua những cái món đồ nào mà kiểu basic thôi, kiểu càng ngày cũng càng trở thành hơn một tí. Đó là nhờ ai? Người can ngăn. Dạ vâng, thật ra là Triệu cũng là một cái người kiểu là đã thông tư tưởng cho em cũng khá là nhiều. Vì bản thân Triệu kiểu cũng trước giờ là Triệu cũng có sử dụng đồ hiệu nhưng mà Triệu chỉ mua những cái món đồ nào kiểu thực sự cần thiết. Còn như em đợt trước thì cứ món đồ nào mà kiểu là hot nhất mới ra là kiểu mình phải có bằng được, bao nhiêu tiện mua, kiểu kiểu vậy. Nên là mình cũng khá là phung phí cho cái sở thích đó của mình. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì Triệu cũng góp ý khá là nhiều nên là em cũng bớt bớt lại tí rồi. Rồi vậy là bây giờ mình đến lần thứ hai nha. Dạ. Mời chị Triệu. Mời chị Triệu. Ê nhớ bỏ cái này ra nha, nhớ làm sao xoay sao đừng trúng này nha. Có chỉ là hay vô. Không, yên tâm đi, cái vòng xoay này nó muốn cái gì là nó ra cái đó à. Ngân đứng xếp ra đi Ngân ơi. Đừng vì lấy Ngân vòng xoay không xâm đặc. Đừng vì nha.
Ủa tự quay luôn hả? Dạ, nhầm quay nên nút bấm tự động. Dạ, câu hỏi đây là điều bạn không thích ở người bạn thân của mình là gì? Ôi trời, cái này khó ạ. Chương trình bạn mặt bắt đầu. Thật ra là cũng nhiều điều lắm, nhưng mà nếu như mà điều, điều. Không, nếu như mà điều không thích nhất sao, thì... Không hiểu sao không thích rất nhiều điều nhưng mà vẫn chơi với nhau. hai người trái ngược rất nhiều thứ nha, nhưng mà vẫn chơi. Lúc đầu tiên mà chịu chơi với Duyên á, thì Duyên khác bây giờ tương đối nhiều. Tại vì có thể là khoảng thời gian đó thì Duyên cũng còn nhỏ hơn bây giờ, chưa trưởng thành nhiều như bây giờ, cũng chưa có trải nghiệm nhiều, suy nghĩ nhiều thứ nó không có được theo hướng tích cực á. Bản thân chịu phải rất là kiên nhẫn luôn á, để mà mình giải thích để cho cái sự việc nó lạc quan hơn, nó tích cực hơn. Thì tới bây giờ thì chịu thấy là Duyên đã thay đổi rất nhiều về cái với việc đó, là cái điều mà chịu cảm thấy là khá là tự hào. Chúc mừng. Đầu tiên là rất là cảm ơn Minh Triệu và Quỳ Duyên ngày hôm nay đến đây. Phải nói rằng là một cặp bạn thân đang rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, thì cả phong cách thời trang này, cả cái sự bền bỉ này. Bản thân Hương Giang là một cái người đã từng chứng kiến Minh Triệu và Quỳ Duyên cãi nhau rất to này mọi người, trong một chương trình truyền hình. Và chị có chứng kiến hả? Có chứng kiến ở Đà Lạt đó. Thì Giang bật mí mọi người, cái này Giang quan sát thôi nha, Quỳ Duyên rất là sợ và nể Triệu. Thật ra là mình dùng từ nể đúng không? Chứ không phải là sợ, chứ bà có đánh em, bà có làm gì em đâu mà em sợ. Nó xuất phát từ cái điều gì mà Kỳ Duyên lại tôn trọng Triệu đến như vậy? Triệu là một người kiểu rất là nghiêm túc và nghiêm khắc, và luôn có là những cái luật cho bản thân của mình á. Thêm một cái nữa là bản thân Triệu là một cái người mà có một cái nguồn năng lượng tích cực rất là tốt. Và một cái thú vị nữa là mọi người là tất cả những cái mà bên trong của Triệu á, nó trái ngược hoàn toàn so với kiểu hình ảnh bên ngoài. Mà mình càng tìm hiểu sâu thì mình thấy là người này thực sự là người ta có năng lực và người ta làm cho mình kiểu thay đổi và trưởng thành lên cũng rất là nhiều. Nhưng mà vậy là chị muốn hỏi cái này nha. Khi mà mình gặp nhau nói chuyện vui vẻ thân thì cái đó là một cái chuyện khác. Đi du lịch cũng là một cái chuyện hoàn toàn khác. Thì chị không biết là hai em đi du lịch thì nó có xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó hay không? Thật ra là mâu thuẫn thì nhiều lắm. Em với Duyên chơi với nhau là thật ra là hai đứa gây lộn với nhau rất là nhiều. Kể cả đi chơi du lịch hay là đi làm việc hay gì, tất cả mọi thứ tụi em vẫn luôn cãi nhau. Tưởng gặp nhau hoài vậy đó hả? Bây giờ còn cãi không? Không, thật ra là trước khi tới đây vẫn cãi. Thực sự là cũng rất là sorry mọi người luôn á, là tại vì hôm nay là Duyên có một cái lịch quay cho khách hàng buổi sáng thì nó hơi trễ, cho nên là cuối cùng lại phải tới trường quay trễ hơn dự định một tí. Em biết là Duyên cũng không cố tình cái chuyện đó, không ai muốn cố tình là mình sẽ đến trễ, nhưng mà bản thân em rất là khó chịu cái việc khó đó. Khó chịu chỉ là một chút xíu cái giờ giấc thôi mà dễ nổi điên lên đúng không? Đúng rồi, em rất là bực luôn á, bực mà em không muốn nói chuyện. đến nơi là kiểu là phải bắt đầu là giữ bình tĩnh lại, tại vì đến đây đằng nào cũng phải nói. Khi giận nhau á, ai là người thường chủ động là phát tín hiệu làm lành trước? Chắc là Duyên đúng không? Đó chỉ là nghĩ là em phải để nó cầu chắc là Duyên là Duyên á. Thời gian hồi mà mới chơi với nhau á, thì đúng là em là giảng hòa trước. Bạn này bà giỏi nhất là kiểu mặt cứ xưng xỉa nửa ngày, cứ xưng xỉa được mặt một ngày trời cũng xưng xỉa rồi. Em phải đứng chính là không phải là xưng xỉa, mà là tính của em là giống như là kể cả có như thế nào thì tụi em vẫn phải bỏ qua hết một bên để làm việc. Thì em vẫn làm việc như vậy được, nhưng bản thân Duyên thì Duyên không làm việc như vậy được. Nên là Triệu là sẽ là lý trí nhiều hơn, còn Duyên sẽ là cảm xúc nhiều hơn. Không, nhưng mà đúng nhá, trong cuộc sống thì ai trực tính ấy, hay bộc lộ ngay có vẻ như là nó hơi căng thẳng, hơi gây áp lực. Xong những cái người đó thường họ quên ngay. Đúng rồi, nhanh nó quên. Xả luôn, còn dạ, người mà chịu tác động của cái đó luôn luôn mà chịu đựng một chút như là thì nó ám ảnh rất là lâu, nó cứ ngăn ở trong lòng. Tại vì thật ra là em biết hai người này lâu, nhưng mà em không có biết là nguyên nhân vì sao mà hai người lại chơi với nhau. Ủa, làm sao chơi với nhau lúc nào ấy nhở? Như là mất trí nhớ ấy nhở. Em biết Triệu lâu rồi.
Và trong tại vì em là hoa hậu nhưng mà em lại rất là thích về thời trang á, nên là tất cả các chị siêu mẫu trong nghề thời trang thì em đều biết hết. Nhưng mà Triệu là cái người siêu mẫu mà em thích nhất, là Triệu đi các work dường như là đẹp nhất luôn. Cách đây khoảng 2 năm thì tham gia cái show diễn thời trang có diễn cùng nhau, thì Triệu là first face còn em là tình cờ. Vedette, dạ tình cờ, không có biết gì luôn ạ, không biết gì. Thường em đi diễn là em ở sau cánh gà, trước khi diễn em không có chơi với ai cả. Đó thì tất cả các bạn model khác thì các bạn hay đi diễn chung với nhau ấy, nên là các bạn hay đứng cùng nhau, nhưng mà lúc nào em diễn em cũng đứng một mình hết. Ở lúc đấy là ở trong cánh gà thì em cũng nhìn thấy bạn này đang đứng một mình ở trong đó luôn. Em thấy bảo sao chị không ra kia chị chơi với mọi người à? Tại vì là mình cũng nghĩ rằng là Triệu cũng đi diễn nhiều thì Triệu cũng sẽ chơi với mọi người, nhưng mà lúc đấy là Triệu không có co đứng chung với mọi người mà Triệu đứng một mình luôn. Sau khi mà diễn xong thì cũng nói chuyện, và khoảng 2 ngày sau thì là sinh nhật của Triệu. Thì hôm đấy là có một anh photo, anh ấy chúc mừng sinh nhật Triệu ở trên status á, thì nó hiện lên cái new feed của em. Thì em cũng vào em chúc mừng sinh nhật bình thường thôi. Thì em cũng vào chúc mừng sinh nhật bình thường, chúc mừng sinh nhật chị Triệu. Thế sau này đấy là sau đấy là hai chị em mới add Facebook nhau và nói chuyện, có cái mối quan hệ đến bây giờ. Suy ra là ký duyên chủ động. Đấy. Không có bình thường đâu, hâm mộ người ta nên lăn la. Nói chung là cũng có duyên. Bây giờ hỏi Triệu câu khó này. Tức là trong cái chuyện tình cảm, dù là tình bạn, tình yêu hay gì, người ta hay có cái xu hướng là cố gắng thay đổi cái người đối phương để tốt hơn cho người đối phương tất nhiên, nhưng cũng là để phù hợp với cả bản thân mình. Tại vì kỳ duyên có thể là một người bộc trực, thích bộc lộ ra cảm xúc của mình, nhưng đó là một cái màu sắc của duyên. Tốt hay không tốt mình không biết, nhưng mà cái việc Triệu luôn luôn muốn thay đổi duyên như thế, có khi nào là áp đặt người bạn của mình để người bạn của mình có cái tính cách mà mình thích hay không? Giang rất tự tin là hỏi nhiều câu hỏi khó nha. Đấy, câu hỏi khó là để dành nè. Về phần của Triệu á, thì thật ra là giống như mình chia sẻ là ngoài duyên thì em vẫn có những người bạn khác rất là thân, thậm chí là thân chắc là phải 7-8 năm, 10 năm cũng có. Nhưng mà không phải là bất cứ cái gì mình cảm thấy không vừa ý mình cũng sẽ góp ý. Giống như bản thân Duyên đi, Duyên vẫn có những cái tính tốt và những cái tính chưa tốt. Nhưng mà vì những cái điều đó thì nó mới là Duyên. Tức là chị thấy vậy nè, em muốn làm sao cho kỳ Duyên phiên bản hoàn chỉnh nhất? Dạ đúng rồi. Vẫn phải là kỳ Duyên. Chứ thực ra nếu như mà Duyên tốt hơn, nhiều hơn, nó theo ý muốn của em thì nó lại là mình chịu rồi, chứ nó lại không phải là kỳ Duyên nữa. Trên rất là nhiều các cái diễn đàn cũng như là quý vị khán giả thì nói rằng là kỳ Duyên và Minh Triệu thân đến cái mức mà họ nghĩ rằng là hai bạn có một cái mối quan hệ trên mức tình bạn. Câu này thì thực ra là mình nghĩ là tất cả những thông tin mà trên diễn đàn á, có thể đôi khi nó chỉ là câu chuyện làm quà, có thể là nó chỉ là một cái gì đó để mà giải khuây trong lúc rảnh rỗi. Khi mà mình là nghệ sĩ á, thì mình phải chấp nhận những cái điều đấy. Và đối với bản thân Triệu thì Triệu nghĩ là mình không nên nói quá nhiều về việc đấy. Tại vì tự bản thân mỗi người khán giả, họ đã có cái nhận định của họ rồi. Cho nên là ngoài cái công việc thì Triệu sẽ không bao giờ chia sẻ hoặc giải thích bất cứ một cái gì về đời sống cá nhân hoặc là những mối quan hệ xung quanh mình cả. Nhưng mà cho Triệu với Duyên một tin vui, đó là trên các cái diễn đàn đó thì tất nhiên là bán đi bán nghi, mà bản thân Giang cũng vậy, ai mà nghi cái gì với Giang, nó cứ cho người ta nghi. Nhưng mà cái tin vui cho hai bạn là họ bình luận trên đấy rất là nhiều, và họ nói rằng ngay kể cả cái chuyện đó là thật thì hai con người đó quá đáng yêu và quá đẹp. Đó là một trong những cái mà rất là tích cực, và Giang nghĩ là người nghệ sĩ sẽ rất là vui nếu như mà rất là dù đúng dù sai thì họ vẫn ủng hộ. Thế là mọi người vẫn thấy mình vui và đáng yêu sau khi thấy mình cãi nhau đấy. Cái điều gì hai người nghĩ là không thể bỏ qua trong mối quan hệ nếu như nó xảy ra? Thế để em trả lời trước đi nhở. Đối với em, nói chung là nó cũng sẽ có rất là nhiều điều cấm kỵ. Nhưng mà mình nghĩ là có một cái mà mình rất là khó để chấp nhận bất cứ lý do gì. Đó là cái chuyện mà người yêu của bạn thân. Điều cấm kỵ. Và cái đó là cái sai, là nó đã sai rồi. Đúng rồi. Cũng không thể thay đổi được. Cho nên là đối với em, cái đấy là cái cấm kỵ. Thì cái chuyện đấy nó cũng kiểu giống như là tương tự với cái một cái hình thức phản bội. Phản bội. Phản bội đúng không? Đúng rồi. Thì tất cả những cái điều chia sẻ của hai em thật ra nó là lời giải đáp cho cái chủ đề mà chị em chúng mình đã chia sẻ từ đầu đến giờ. Và mọi cái sự giải thích của em nó cũng như là cái chìa khóa, đúng không? Mọi người thì cứ lý tưởng là phải hợp nhau đủ thứ. Đâu vẫn xung đột.
Vấn đề là có một cái người chín chắn hơn và luôn luôn nghĩ rằng là người ta có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là để tốt cho mình. Cái đấy là quan trọng. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, thì từ nãy đến giờ thì chúng ta đã nghe được hết tất tần tật những chia sẻ của chị Minh Triệu cũng như là Kỳ Duyên nè. Nhưng có thật sự như những gì hai người này đã nói hay không thì hãy tới với một phần thử thách nữa. Dạ, đây là phần thử thách rất là quan trọng để coi hai người có thấu hiểu nhau thật sự hay không. Đó, hợp thì ý, hợp ý. Nói thử thách vậy thôi chứ cũng dễ lắm. Thấy không? Dạ, có 15 giây và đặt câu hỏi cho cả Kỳ Duyên cũng như là chị Minh Triệu thì coi là hai người sẽ trả lời có đúng. Nhanh nha. Đó. Trả lời rất nhanh nha. Kỳ Duyên trả lời trước nha. Ba loại nước uống Minh Triệu thích uống là gì? Coca, tại vì em đã suy nghĩ là mình tính là ví dụ nước táo này, nước cam có được tính là hai loại không? Hai loại chứ. À, táo và cam là hai quả thì được. Trái cây thì là chiều thích uống nước Coca này, nước cam và nước táo. Rồi. Có đúng không chị Triệu? Chị bổ sung là Coca Light. À, đúng rồi. Đó, tại vì là siêu mẫu. Đang làm canh. Khó lắm. Rồi, vậy giờ em hỏi chị Minh Triệu nha, là ba bài hát Kỳ Duyên thường nghe nhiều nhất. Cũng hơi khó đúng không? Ồ. Toàn nghe nhạc không lời nhưng không biết tên gì. Ồ. Toàn nghe nhạc lao thôi em à. 7. Suy ra là 5 stop nha. Kiểu mấy cái nhạc kiểu thư giãn ý. Rồi, bây giờ hỏi này mình bỏ qua đó là cũng coi như hiểu nhau rồi. Đúng rồi, hiểu đó, hiểu rồi. Loại hoa mà Minh Triệu thích nhất là gì hả Duyên ơi? Thật ra là Triệu là một người rất là thích hoa. Cực kỳ là thích hoa, rất là lãng mạn, rất là thích hoa. Không biết hoa gì nào. Hoa hồng, hoa cúc. Với cả là hoa gì nhỉ? Có lẽ không tự tin lắm. Hoa khô. Dạ. Nhưng mà hoa gì khô? Hoa gì để khô? Chỉ như Kỳ Duyên đang nhớ cái gì là cứ nói ra thôi. Đúng không? Không, mà em có chọn lọc thông tin. Vậy hả? Em có chọn lọc thông tin. Xác nhận đi chị Triệu. Chị thích, có thích hoa hồng. Nhưng mà hoa cúc thì chị thích là kiểu cúc dại. Đúng, hoa khô thì đúng. Tại vì hay thích mấy cái loài hoa mà không rõ tên tuổi là gì ấy em. Xong rồi cứ để khô rồi xong mấy cái hoa mà kiểu lạ lạ. Dạ đúng rồi. Em hay thích những cái đấy. Rồi chị ơi, vậy thì Kỳ Duyên biết nấu ba món ăn gì? Ôi nấu nhiều hơn ba món chứ. Trời ơi, vậy là biết nấu ăn hả? Gì vậy mà đang biết nấu ăn hả? Nhiều món ngon lắm á. Thịt kho hột vịt nè. Bún phở gì cũng đều được hết. Xong rồi nói chung là nhiều lắm, tất tần tật á. Đúng rồi, Duyên đảm đang á. Duyên rất là đảm đang. Bất ngờ thiệt. Chị Khánh hỏi cho Duyên nhé, ba món quà mà Minh Triệu thích được tặng nhất là gì? Chị thích tặng hoa nè, túi sách. Thích tặng lotion á, lotion dưỡng da. Bổ sung thêm nữa là chị thích dầu thơm nữa nha. Nếu như mà giữa lotion với dầu thơm thì chị sẽ thích dầu thơm hơn. Vậy thì ba đất nước mà Kỳ Duyên muốn đến để du lịch nhất? Mỹ, tại vì Duyên chưa đi Mỹ. Nhật Bản. Đi Pháp. Rồi Duyên ơi, vậy là ba con vật Minh Triệu sợ hãi nhất là gì? Thật ra thì em chưa thấy Triệu sợ con gì đâu ạ. Thôi em hả? Ví dụ như là con rán đi chẳng hạn, chị em là rất là sợ rán đúng không? Đúng rồi. Tại nhưng mình cứ như người rừng ấy. Bà này bà nhìn thấy rán là bà cứ mong nó bâu vào chân bà. Ủa hả? Đúng rồi. Diễn tiền. Kể cả con gián cũng sợ. Nhưng mà nếu như là tiền. Dạ đúng rồi. Có tiền thì thôi mình để yên đi cho nó mau một xíu cũng được. Chị Triệu ơi, chị nghĩ là ba điều mà Kỳ Duyên thích nhất ở chị là cái gì? Thích nhất ở chị hả? Ừ. Chân thành, thẳng thắn. Đẹp. Đúng. Đẹp lắm rồi. Cảm ơn hai em nha.
khỏe. Hôm nay là Triệu với Duyên có hẹn với chị em chúng mình. Thì mình được biết là cái topic ngày hôm nay là mọi người sẽ bàn về một cái hội bạn thân hoặc là về những cái tình bạn vui vui đến như thế nào. Cho nên là hôm nay Triệu với Duyên có chủ đích là hai đứa sẽ lựa một cái bộ outfit như này, nó rất là kiểu là matching với nhau á. Nói chung là như ngày hôm nay thì trông bên ngoài thì có vẻ là đồng điệu đấy. Còn không biết là khi mà mình chơi game hay là mình hỏi đáp những cái câu hỏi mà liên quan đến nhau thì có đồng điệu hay không thì cũng chưa biết được. Cái này có siết cổ được không? Siết được. Cái này siết cổ cả hai người cũng được. Hay là cái này là mùa đông? We were just kissed when we fell in love, not knowing what this was. I feel the key. Mùa đông không lạnh. Cái này là chỉnh lại cho bạn nè. Là lạnh quá quấn cổ nè, ở trường quay lạnh quá là quấn cổ. Sao hở đấy nhở? Sao hở đấy nhở? Cài cao lên con. Ở đây trời lạnh lắm nhá, cài kín cổ vào. Khó thở đấy. Không được hở như thế rồi. Ủa nhưng mà cái này để đằng trước hay sao? Đằng trước. Phải không? Tụm cáo xanh. Mới ra hả? Xin chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Chị Em Chúng Mình. Đó không phải dơ ạ? Không. Chị nghĩ là nếu như mà một trong hai đứa ở dơ thì cũng rất là khó để mà chơi thân với nhau được á. Tại vì chị thì cũng hay gọn gàng, sạch sẽ rồi. Và Duyên thì cũng rất là thích những cái gì nó sạch sẽ thơm tho như vậy. Cho nên là cái này là một trong những điểm chung giữa chị với Duyên. Tại vì kiểu em không quen thôi. Thời quen thôi chứ gì không ở dơ. Thời quen rồi kiểu hay bị ngứa ấy. Hay bị ngứa ấy. Hay bị ngứa mũi dạ. Ngoáy thôi. Thôi nó cảm giác đã đúng không? Dạ vâng, cũng đã. Ngày nào cũng phải tắm. Anh không biết Triệu như nào nhưng mà bản thân em thì ngày nào cũng phải tắm ít nhất là một lần. Tại vì chắc chắn là những người thích sạch sẽ là sẽ không ai lười tắm cả. Giống như là bản thân chịu đi mà đi làm về rất muộn dân nữa thì cũng phải. Mình biết là không có tốt nhưng mà cái đó là thói quen rất lâu rồi không thay đổi được. Đối với Duyên nha, cảm giác mà sung sướng nhất trong một ngày đó chính là lúc được tắm. Nếu mà về chủ đề giảm cân á, thì thực ra là công việc của Triệu á, thì trước giờ Triệu vẫn phải luôn giữ cái cân nặng của mình như thế rồi. Còn Duyên á, thì cũng có những cái đợt mà cân nặng nó cần phải giảm xuống. Thì thực ra Duyên cũng đã chứng minh được cái chuyện là Duyên cũng không hề thất bại trong việc giảm cân. Tại vì rõ ràng là trong 45 ngày giảm được 10 cân nha mọi người. Là một con số rất ghê đúng không? Nói chung là lúc này lúc kia thì nãy cũng chia sẻ là thời gian trước đây thì hầu như là Duyên là người chủ động giảng hòa trước. Nhưng mà thời gian sau này thì Triệu cũng chủ động giảng hòa. Thế là sao nhở? Cũng chưa hỏi câu hiểu, chưa hiểu lắm. Chưa hỏi câu hiểu. Chưa hỏi câu hiểu. Cảm ơn Gmail. Em vừa xong với chị nhiều tiếng cười hơn. Cảm ơn Triệu Mật vì đã làm cho Duyên Béo mỗi ngày đều trưởng thành hơn. Lý do mà làm cho Duyên Béo trưởng thành hơn thì Triệu Mật là hay rất là kiên nhẫn để mà phân tích cho mình những vấn đề đúng sai, để làm cho mình hiểu là thế nào là đúng, thế nào là sai. Vì mình thường hay bị cảm giác kiểu là suy nghĩ tiêu cực về một cái việc nào đó. Nhưng mà Triệu thì lại rất là kiên nhẫn để mà giải thích cho mình những cái chuyện đấy. Và mình thấy rất là đúng và mình từ đó về sau là mình thay đổi của mình, thay đổi suy nghĩ của mình về những cái chuyện đó, nó khác đi, nó tích cực hơn. Nhiều khi cũng nổi điên đúng không? nhiều khi cũng có những lúc là chịu sẽ nổi điên chứ không phải là nó chịu nổi điên ghê mọi người ơi. Chúc cho tình bạn chúng mình mãi luôn tươi đẹp nhé. Bắn đi.